Chào mừng các em đến với bộ môn mỹ thuật 8, bộ sách chân trời sáng tạo bản 1. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chủ đề hướng nghiệp. Bài 16, đặc trưng một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ nội dung bài học đến các bạn trong lớp nhé. Xin cảm ơn các em. Về yêu cầu cần đạt, sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ phân tích, so sánh và nêu được các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Học sinh tạo được sản phẩm giới thiệu về các yếu tố đặc trưng của một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Và học sinh chia sẻ được về các ngành nghề mỹ thuật tạo hình có tiềm năng phát triển trong tương lai. Về những nội dung chính trong bài học, trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 phần chính sau đây. 1. Quan sát nhận thức về ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. 2. Cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. 3. Thực hành tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. 4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và 5. Tìm hiểu một số hình thức sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Sau đây xin mời các em đến với nội dung chi tiết của bài học. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 16, đặc trưng một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Trước hết chúng ta tìm hiểu phần quan sát nhận thức về ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Ở phần này, các em tập trung theo các nhóm, nghiên cứu một số các thông tin sau đây. Các em đọc các thông tin và xác định các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình trong sách giáo khoa. Ví dụ, tên nghề, nghề điêu khắc tượng, về công việc chủ yếu. Nghề điêu khắc tượng, công việc chủ yếu là thể hiện ý tưởng trên các tác phẩm điêu khắc của mình, từ đó đưa ra những thông điệp, những giá trị nghệ thuật, những giá trị văn hóa, tinh thần cho công chúng. Công việc chính của nhà điêu khắc là chạm trổ, điêu khắc, hoàn thiện tác phẩm của mình. Về sản phẩm của nhà điêu khắc, đó là tượng hoặc phù điêu. Về môi trường điều kiện làm việc, nhà điêu khắc được thực hiện ở xưởng điêu khắc. Về các cơ sở đào tạo, các em học sinh tham khảo thông tin trên các trang web của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để chọn các ngành học phù hợp. Để giúp các em có thêm những thông tin về các ngành nghề đặc trưng liên quan đến mỹ thuật tạo hình, chúng ta cùng tham khảo một số các hình ảnh trong video sau đây. Sau đó chúng ta đọc các thông tin trong sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi theo các nhóm.
Sau khi các nhóm thảo luận xong, chúng ta tiến hành trình bày theo các nội dung theo thứ tự. Thứ nhất, về nhà điêu khắc tượng. 2. Họa sĩ sáng tác tranh. 3. Họa sĩ tranh in đồ họa. 4. Giáo viên mỹ thuật. Và 5. Nhà lý luận và phê bình mỹ thuật. Chúng ta cùng tham khảo thêm một số các thông tin về ngành nghề sáng tạo của họa sĩ sáng tác tranh. Công việc chủ yếu của một họa sĩ sáng tác tranh đó là tạo ra các tác phẩm hội họa thể hiện ý tưởng nghệ thuật, tình cảm, tâm huyết qua các tác phẩm có cảm nhận được bằng thị giác. Về sản phẩm của họa sĩ đó là tranh hội họa. Về môi trường và điều kiện làm việc đó là xưởng vẽ. Về họa sĩ sáng tác tranh in đồ họa, công việc chủ yếu đó là sử dụng các kỹ thuật in ấn như khắc gỗ, khắc acid, khắc thạch bảng và in lưới. Ngoài ra còn có các kỹ thuật khác như in khắc độc bản, khắc ngòi khô, khắc kim loại, khắc nạo để sáng tác tranh. Về sản phẩm đó là tranh in đồ họa. Về môi trường điều kiện làm việc, tranh họa sĩ in đồ họa được làm tại xưởng in đồ họa. Chúng ta cùng tìm hiểu ngành nghề giáo viên mỹ thuật. Công việc chủ yếu của giáo viên mỹ thuật đó là giảng dạy mỹ thuật tại các trường cấp học phổ thông và các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường có ngành nghề liên quan đến mỹ thuật. Về sản phẩm đó là các bài giảng mỹ thuật. Về môi trường và điều kiện làm việc, giáo viên mỹ thuật ở các trường cấp học phổ thông và các trường trung cấp chuyên nghiệp. Nhà lý luận và phê bình nghệ thuật. Công việc chủ yếu của nhà lý luận và phê bình mỹ thuật đó là phê bình, đánh giá, nghiên cứu một tác phẩm cũng như có cái nhìn sâu sắc về tác giả của tác phẩm. Về sản phẩm đó là bài viết lý luận và phê bình mỹ thuật. Về môi trường làm việc đó là các viện, các cơ sở nghiên cứu mỹ thuật. Chúng ta cùng quan sát thêm một số các thông tin về các ngành nghề mỹ thuật liên quan đến mỹ thuật tạo hình của các cơ sở đào tạo trong nước. Mời các em cùng theo dõi.
Chúng ta chuyển qua phần 2, cách tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Ở phần này, chúng ta tiếp tục tập trung theo nhóm, quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau đây. Để tạo một sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một nghề thuộc mỹ thuật tạo hình, chúng ta làm như thế nào? Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời, chúng ta có thể thấy rằng để tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của một số nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình, chúng ta tiến hành làm cả 3 bước sau đây. Bước 1. Xác định nội dung của sản phẩm, bao gồm tên nghề, công việc chủ yếu, sản phẩm, môi trường làm việc và cơ sở đào tạo. Bước 2. Xác định về hình thức sản phẩm, lập sơ đồ tư duy, bài viết giới thiệu, làm PowerPoint trình chiếu, hoặc làm video clip, làm poster, v.v. Và bước 3. Hoàn thiện sản phẩm. Hình thức sản phẩm kết hợp hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, lựa chọn hoặc sáng tạo hình ảnh có tính chất nhận diện riêng về ngành nghề. Chúng ta cùng tham khảo một số các thông tin, các hình ảnh về các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Mỗi ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình đều có những nét đặc trưng riêng. Tuy nhiên, người làm trong những nghề này đều cần có kiến thức, kỹ năng cơ bản về các yếu tố nguyên lý mỹ thuật, kết hợp với năng lực của bản thân để thể hiện ý tưởng sáng tạo trong công việc. Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần 3, phần thực hành tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Trong phần thực hành này, chúng ta cũng lập nhóm cùng lựa chọn các nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình để giới thiệu. Các em tạo sản phẩm giới thiệu đặc trưng của nghề theo hướng dẫn của thầy cô giáo. Các em chú ý, sản phẩm nên được giới thiệu về vai trò của nghề đó đối với đời sống văn hóa, xã hội, đặc điểm của nghề đó và mã ngành đào tạo liên quan đến chính nghề đó. Các em chú ý quan sát thật kỹ và tìm hiểu các thông tin trên để làm phần giới thiệu nhé. Chúng ta chuyển qua phần 4, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Sau khi các em hoàn thành xong sản phẩm của mình, chúng ta cùng chia sẻ cảm nhận về nội dung giới thiệu đặc trưng của ngành nghề, tính thẩm mỹ của sản phẩm phải giới thiệu, sự kết hợp giữa kênh hình và kênh chữ, cách sử dụng hình ảnh, yếu tố và nguyên lý mỹ thuật trong sản phẩm. Các em chia sẻ thêm về điều tâm đắc nhất về các ngành nghề em vừa giới thiệu, năng lực của bản thân em để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp trong tương lai. Chúng ta cùng quan sát thật kỹ và cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn trong lớp nhé. Chúng ta cùng chuyển qua phần 5, tìm hiểu một số hình thức sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Quan sát hình để nhận biết thêm một số các hình thức sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình. Thank you.
chúng ta có thể thấy rằng sản phẩm của các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình có các hình thức và cách biểu đạt khác nhau để đáp ứng nhu cầu của đời sống văn hóa, xã hội. Các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật tạo hình rất đa dạng, phong phú. Vì vậy, để có thể lựa chọn được nghề nghiệp trong tương lai phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân, chúng ta cần xác định được những đặc trưng của nghề và xây dựng kế hoạch học tập cụ thể cho bản thân. Phần tìm hiểu nội dung bài học vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta rồi. Để chuẩn bị cho bài học sau, các em về nhà đọc trước, chuẩn bị một số các bức tranh, các sản phẩm mỹ thuật để trưng bày sản phẩm mỹ thuật cuối năm học. Chuẩn bị tranh vẽ, mô hình các sản phẩm đã học. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ nội dung video để các bạn trong lớp cùng nghe nhé. Xin cảm ơn các em.